Vâng ạ, chúng ta vừa được thưởng thức tiết mục rất hay và đặc sắc đến từ các chị em trong đội múa nhóm 4 Tinh Đảo với tiết mục Hòa Bàn Tài Bắc rất tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị, chúng ta cho đội văn nghệ một tràng vỗ tay thật lớn đấy quý vị ơi. Vâng, rất tuyệt vời, rất cảm ơn đội văn nghệ chúng ta rất nhiều ạ. Quý vị, chúng ta đang thưởng thức tiết mục Tìm Em Cô Gái Vùng Cao do các chị em trong ban đội Bắc Kỳ nhóm 4 Thanh Đào đang hân hoan chào đón tất cả quý vị với những bản sắc mang hương vị người Thái thân thương, với những trang phục rất chi là đẹp và lộng lẫy trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chiếc áo Thái và váy Thái, kèm theo đó là những chiếc khăn piêu, đó chính là những di vật sàn, những món quà đặc sản nhất đến từ người Thái thân thương của chúng ta, đáp được các chị em trong đội văn nghệ nhóm 4 Thanh Đào lưu diễn tại trung tâm sân lễ của gia đình nhà gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đó cũng là món quà âm nhạc đến từ gia đình cũng như là cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa, mong muốn đến từ đội văn nghệ nhóm 4 Thanh Đào được kết nối với tất cả quý vị cũng như là kết nối với các gia đình, đặc biệt là các cặp đôi uyên ương, chúng ta tiến tới đến với hạnh phúc và gia đình, thì những món quà âm nhạc bao giờ cũng để cho chúng ta xích lại gần nhau hơn. Xen lẫn vào niềm vui hạnh phúc của cô dâu và chú rể cũng như là quan viên hai họ, thì đó chính là những giai điệu văn nghệ, những tiết mục văn nghệ với những giọng hát của tất cả các vị sẽ làm cho không khí của buổi trưa ngày hôm nay ngày càng hấp dẫn và tràn đầy niềm vui hơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đúng là mảnh đất Thanh Đào là một mảnh đất rất giàu, con trai con gái cũng không đâu đẹp bằng. Và hôm nay những cái đẹp này đã được tôn vinh để từ các chị em trong đội văn nghệ với những tiết mục múa đặc sắc và đặc biệt là những trang phục rất chi là đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay đến từ đội văn nghệ nhóm 4 Thanh Đào. Vâng, rất tuyệt vời.